Hello, mình là Nam Ngô và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Bi ơi, hôm nay Bi được đi bảo tàng Hải Dương học rồi Bi. Thấy nó, thấy có nó nhiều cái vây không? Nè, quảng cá nè. Ôi ôi, ba con cá mập luôn kìa Bi, có con kia bự nhất. Con bạn này là cá gì ta? Nè Bi, Bi, bên này có bạn lươn biển to lắm nè. Đây, Bi thấy mấy bạn rùa biển chưa? Đây nè. Để cát này cho mấy bạn tới mùa bạn leo lên đẻ nè. Đó, bít to chưa? Đó, trắng đẹp chưa? Wow. Ba con nằm thấy ghét luôn nè. Ôi, nó bong bong như con beo đẹp quá ha. Mà nhìn cái mặt ảnh hơi dị dị ha, nhìn nó hơi dữ dữ ha. Đây, đây là bộ xương cá voi nè, tới Bi. To ghê. Hồi nãy mình đọc cái đằng kia độ như ta 15m. Bộ xương này dài 15m. Mà cái lớp da của nó các bạn, da da có tầm không? Cái vảy của nó nè. Chắc khoảng cũng khoảng 3m á. Ồ, đây là bộ xương của bò biển ha. Đâu? Đây, hai cái mắt nè, giống con tôm tích của kìa, cái râu đang đúng không? À đúng rồi, không, con tôm này con tôm mũ ni. Tôm mũ ni. Này gọi là cá mao tiên ha. Đè ra những cái tua vây lả lướt rất đẹp như cái bông cải vậy đó. Đây là cá sơn đá ha. Đây. Ồ, bác bạn này bị hư mắt rồi. Bạn này mắt bị sưng rồi. Đây nè. Đó, bơi nè. Hello, mình là Nam Ngô. Ok, hôm nay đi tắm biển Nha Trang nha các bạn. Biển này rất là, hôm nay trời rất là mát ha. Hiện tại là chưa có nắng nhiều. Nước cũng rất là mát mẻ luôn và rất là trong xanh luôn. Ok, hít đất ngay cho khỏi giật bẻ nha. Bi hít đất với ba Bi. Cái gì? Không có gì con gì cả hả? Bi đi tìm xem. Nằm xuống hít đất với ba nè. Ở đây, nằm lên người ba không? Nằm lên người ba hít đất không? Đi đâu á? Ờ, chơi với bạn. Đi đâu, xuống biển không? Đi đâu? Con gì ngoài này nè. Đây nè. Mấy cái lỗ con dã tràng nè. Mấy bạn dã tràng xe cát đào lỗ dưới đây nè. Đào lên người cá không? Không thấy. Không thấy, thôi xuống bờ với ba đi. Đi xuống bờ luôn. Đậm xuống bờ trời nó mát. Ngâm đây nè, người có nắm được hết luôn. Ok các bạn, một lát mình sẽ dẫn tụi nhỏ đi viện Hải Dương học, lúc đó tiếp tục nha. Bây giờ đi bơi nha. Ok, let's go. Tập chân mạnh lên. Rồi, tập chân đi. Ôi, dẫn. Mạnh nữa. Mạnh nữa. Ôi, mạnh quá. Quay lại. Ảnh nữa, ảnh luôn. Nào, bơi xuống không? Ôi, bơi luôn. Ảnh lên. Ôi, mệt quá. Ôi, vào đây chơi đi, vào đây chơi đi. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ vô viện Hải Dương học ha, bảo tàng Hải Dương học ha. Đây là quầy mua vé.
Bi ơi, hôm nay Bi được đi bảo tàng Hải Dương học rồi Bi. Đó, bảo tàng Hải Dương học. Đằng kia có bức tượng của bạn cá kìa, bức tượng bạn cá to kìa. Đó, cá biển á, thấy không? Rồi, giờ đi vô coi nha. Để coi có gì, lâu lắm rồi mới đi lại chỗ này. Hồi lúc nhỏ xíu à. Rồi, vô thôi. Đây, cá nè các bạn, có sao biển kìa, san hô, đó san hô, sao biển đang bám vô cái thành đá, ôi có con màu xanh, có con màu đỏ ha, sao biển nè. Hôm bữa mình mới làm cái, trời ơi, nó hình ảnh nó kiểu này sao coi. Hôm bữa mình mới làm clip về cá biển với lại Green Aquarium, thấy các bạn rất là hứng thú ha. Rất là thích thú thì sẵn chuyến đi Nha Trang này mình sẽ đi thử cái bảo tàng này để cho mọi người ở xa chưa có dịp đi á thử coi ở đây có cái gì ha. Ba nghe con nào này hả, này là sao biển á, hệ sinh thái gặn san hô. Mà sao có vẻ thấy san hô nó hình như nó không có sống ha, thấy màu sắc nó yếu á, hệ sinh thái anh thấy yếu á. Ơi rồi từ từ mình sẽ đi từng hồ một ha. Đó cá sinh cảnh đáy mềm, sinh cảnh đáy mềm hả, vậy là chắc san hô mềm á hả, chắc vậy quá. Nói chung là ở đây có nhí, con nhím biển nè, nhím ơi, nhím biển nè. Ôi con này giống con hải sâm quá ta. Hải sâm nè. Nè hải sâm nè. Hả? Ờ chú Nam thấy rồi, để từ từ. Đó hải sâm nè, nhím biển nè. Ôi đừng leo lên. Đây ba ẩm lên coi, con muốn coi nào. Đó. Sao biển á. Nè Bi, sao biển nè Bi. Em nó bò sát lên đây luôn nè. Sao biển có bạn màu cam, có bạn màu xanh nữa kìa. Trời ơi. Đụng thử. Đụng thử. Lần đi rồi. Ok. Mấy cái biển này các bạn, theo mình biết là phải có đánh đèn lên thì nó mới đẹp được, còn không thì nó màu sắc của nó không có được bắt mắt ha. Còn đây là một cái hồ cá, mấy con cá này nè Bi, ở ngoài kia có cái tượng á đẹp lắm. Cá này cá gì để coi bản tên kìa. Nè cá này là nhìn vô là biết cá biển rồi nè. Thấy nó, thấy có nó nhiều cái vây không? Nè, bạn cá nè. Có nhiều sừng nhiều vây không? Ba, cái gì vậy ba? Cái nào? Cái bự bự á. Bự bự rồi, mấy cái đó là san hô mềm á. San hô á. Ừ, san hô là con vật đó nha, chứ không phải san hô là cái cây đâu nha. San hô là động vật chứ không phải là thực vật đâu nha. Ờ, nè, quay góc này nè. Đó, đẹp chưa. Qua góc này có vẻ không có chói nắng nè cưng. À. Rồi, đẹp tuyệt vời luôn nè. Này giống con bướm quá ha. Ờ, à, có cá mập luôn hả. Rồi, ôi đẹp chưa. Đẹp ha. Cái này hải hải quy đấy này con này. Con nào hải quỳ chú? Con này nè. Hải quỳ à, cái đó là hải quỳ á hả? Con cá mập còn sống không? Đâu mà nó sụt xuống hải quỳ nè em. Là mấy cái này hả chú? Mấy con có cái râu như cái chổi. À, có râu như cái chổi là hải quỳ á. Ba nghe. Ok, bây giờ mình đi qua mình coi con cá mập nha. Đâu? Hồ bự nè hả? Ok. Đứng lên đây. Wow. Wow. Cá mập to quá kìa. Wow. Wow.
Trời ơi, ba con cá mập luôn kìa Bi, có con kia bự nhất. Con bạn này là cá gì ta? Cá này như là cá, nó kêu là cá két hay cái gì không biết phải không nữa. Hệ sinh thái biển khơi. Ôi. Đoàn cá mập. Có con bự nhất nó đang ngủ. Ôi nhiều lắm nha, 4-5 con luôn. Ờ con. Wow 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 wow. Có con này là con lịch hả ta? Con này là con lươn, con lịch gì nè? Này là con lươn biển. Lươn biển. Hả? Bi nó nhào nhào xuống có ai giữ Bi giùm không? Có được rồi, để Bi không sao đâu. Nè Bi Bi, bên này có bạn lươn biển to lắm nè. Đó, cái mặt nó ghê lắm á, trời ơi. Hay là con này con cá trình biển. Thì người ta gọi là con lươn biển á. Lươn biển hả? Đó. Ôi, cái mặt nó ghê quá Bi. Bi thấy mẹ em đâu? Không. Bi thấy em đẹp không? Không đẹp, nó dữ quá. Không đẹp gì, nó dữ quá. Còn mấy bạn này, bạn cá màu xanh này. Màu xanh này cũng dữ. Dữ luôn hả? Vậy còn mấy cái bạn cá nhỏ nhỏ có cái sọc sọc này. Con cái mập dữ luôn á hả? Ôi có mấy bạn cá sọc sọc giống như cá cọp đẹp quá nè. Ok đi tiếp qua khúc bên này coi có gì không nha. Quá trời cá mập luôn. Ok bây giờ chúng ta sẽ đi theo hướng dẫn tham quan ha. Ở phía bên này sẽ có hệ sinh thái rừng ngập mặn nè, cá sấu hoa cà và công viên Trường Sa. Công viên Trường Sa là cái gì ta? Chưa có dịp ra Trường Sa để ra coi công viên Trường Sa như thế nào. Ở bên này nhìn từ dưới sâu được nè. Nhưng mà tối quá. Tối quá thấy hình ảnh phản chiếu không à. Ok, qua đây đi. Ô mưa. Mưa đi đường trong. Mưa đi đường này. Bên kia đông quá, qua bên này trước nha. Bên kia đang đông quá, lát mình qua sau. Ô bên này trời mưa. Bên này có cá sấu kìa. Cá sấu rừng ngập mặn kìa Bi. Bạn cá sấu đang nằm kìa Bi thấy không? Đó, zoom lại. Đó. Đó cá sấu đó. Kìa, qua đây, qua đây. Đó. Thấy chưa? Đó, em đang nằm đó, con thấy không? Kìa, nhìn thấy tay ba chỉ kìa. Thấy chưa? Ừ, đó, em đang nằm đó đó. Giờ qua đây đi. Bên này ướt mưa quá. Có sáu rừng ngập mặn á, mấy cây đó, mấy cây của rừng ngập mặn á. Lòi rễ lên á, lòi rễ lên á. Đi Bi. Ồ, oh, mấy bạn rùa biển nè. Qua đây, qua đây. Đó, mấy bạn rùa biển kìa Bi. Đi qua đây bà cho coi. Đây, Bi thấy mấy bạn rùa biển chưa? Đây nè. Nè. Nè, nè. Đi nè. Đó, mấy bạn vít nè, mấy bạn vít nè. Đi thấy đẹp không? Thấy bạn. Đó, bạn kia luôn á. Ờ, bạn kia luôn á. Mấy cá bạn luôn to quá. Cá kìa ba. Ừ, có cá nữa. Nè, để cát này cho mấy bạn tới mùa bạn leo lên đẻ nè. Đó, vít to chưa? Nhìn thích ha Bi ha? Bi thích không? Đó. Này là mấy bạn đòi mồi ha. Vít. Có đòi mồi, có vít. Có rùa xanh nữa. Con nào vít hay là con rùa, mấy con còn lại thì đánh đại. Ôi Bi ơi, bạn này đẹp lắm nè. Bạn này trắng bóc đẹp lắm nè. Đó, trắng đẹp chưa? Wow. Thì mình không phân biệt được bạn nào là vít, bạn nào là rùa xanh, bạn nào là đòi mồi ha. Tại bơi nhanh quá cũng không biết phân biệt làm sao.
Đó, bạn đó trắng trắng đẹp á. Còn con gì nữa không? Bây giờ mình đi chơi coi tham quan tiếp. Sao? Rồi con này to đẹp quá. Cái này để mình rõ được bác ơi. Cái gì? Đúng rồi, đúng rồi. Vi phải leo lên vậy mà mới thấy rõ được đúng không? Tại Vi còn nhỏ mà. Nè, hai bạn luôn. Bạn này to nhất tới đây nè. Bạn này to nhất hồ nè. Bạn này màu trắng chẻo đẹp nhất nè. Ô, bạn nước nè. Con này bơi giống thế này nè bác. Ờ, giống hai cái mái chèo á đúng không? Đúng rồi. Nhà cũng Vi cũng giống mái chèo luôn á. Ờ, giống mái chèo luôn á hả? Ở đằng kia các bạn mình thấy nè, để cái tảng đá để chữ là công viên Trường Sa ha. Thì rất đặc điểm của công viên Trường Sa là có mấy cây bàn. À, đó là cây bàn ha các bạn ha. Rồi có mấy cái thúng xanh đồ cano đổ ngoài đó. Có cái đảo Nam Yết. Tiếc là giờ trời mưa quá, để lát con có bớt mưa mình ra ở đây đây. À, có cái cột mốc đảo Trường Sa ha. Vĩ độ là 083830. Kinh độ là 111-55-55. Đó, mấy bạn này bơi rất là năng động luôn. Ok, đi tiếp đi. Bên này có khẩu súng đại bác rồi Bi. Khẩu súng đại bác bị mục xét rồi nè. Đó. Rồi, đi bạn. Đi đi qua chỗ này chạy mưa chạy luôn nha. 1, 2, 3, run. Ok. Đây đây đây, cái bạn hồi nãy mà mình thấy là mình nói là con lươn biển rồi này nọ đây. Đây có tên là cá trình ha. Đây cá trình. Cá trình rất là to luôn, cái mặt nó đẹp chưa nè. Nè, ba con nằm thấy ghét luôn nè. Ôi nó bong bong như con beo đẹp quá ha. Nó bong bong như con beo rồi, thấy ghét không? Bi thấy đẹp không Bi? Mấy cái này là san hô nè Bi. Đó, mấy cái cục đá này là san hô á. Hello. Hello, Bi nó cũng hello à. Hello, mình là Phong Ngô. Bi nói đi, nấu nguyên câu luôn. Anh bị hả? Nói cho chàng Bi á. Ừ. Đẹp ghê chưa? Mà nhìn cái mặt ảnh hơi gì vậy ha, nhìn nó hơi dữ dữ ha. À, ok các bạn, ở đây có để cái bảng lưu ý là không quay phim chụp ảnh với cường độ ánh sáng lớn ha, sẽ ảnh hưởng tới lại các loài sinh vật ha. Ánh sáng lớn quá bé nó sẽ sợ. Wow Bi, bên kia có bộ xương cá, chắc là cá voi hay cái gì mà to quá nè. Đi, đi xem bộ xương cá voi khổng lồ nha. Đây. Ồ. Này là san hô hả? Đó. Đẹp chưa? Ừ, bộ xương đó. Đây. Có gì đâu. Con này là con cá đuối hay cái gì ta? Cá nạn hải hả? Cá nạn hải này chắc cá thiệt á, làm tiêu bản á. Này làm tiêu bản. Có nghĩa là con cá này thiệt nhưng mà nó chết rồi, người ta giữ lại cái lớp da, người ta độn rơm ở trong, gọi là làm tiêu bản. Nhưng mà kích thước thật của nó là vậy á, to chưa? À đây. À, đằng sau lưng mình chính là cái bộ xương cá voi Bắc Cực ha, ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Bộ xương cá voi được lưu trữ tại Bảo tàng biển Đồ Sơn, trước đây thuộc phân viện Hải Phòng, Hải Dương học Hải Phòng. Có nghĩa là không có thông tin chính thức về cái bộ xương này, tuy nhiên một số cán bộ làm việc tại Bảo tàng biển Đồ Sơn có lẽ đây là bộ xương của cá voi được đưa về từ Quảng Bình. Chiều dài bộ xương là 15m, có 14 đôi xương sườn. À, đôi xương sườn thứ nhất có đầu chẻ 2, xương hàm dưới rất to và dài khoảng 4m.
Kết quả giám định đây là bộ xương cá voi Bắc Cực, có tên khoa học là bla 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 bla. Ok các bạn, đây đây, nó đây. Đây là bộ xương cá voi Bắc Cực ha. Đây, đây là bộ xương cá voi nè, tiếp đi. Đây là cá ông chuông. Đây là cá ông chuông ha. Đây là, cũng là cá thật luôn, được làm tiêu bản luôn. Đó, bộ xương to vật vã luôn. Đây là những cái tài liệu hình ảnh năm xưa ha. Tỉnh Nam Hà chuyển giao bộ mẫu quý tặng Viện Hải Dương Học Nha Trang. Đây, to ghê. Hồi nãy mình đọc cái đằng kia là bao nhiêu ta? 15 mét. Bộ xương này dài 15 mét. Ồ. Cái xương của nó, mình không có nghĩa địa hay gì hết. Đừng có sờ con, đừng sờ, chỉ ngắm nhìn thôi. Nè, người ta có ghi đừng sờ vào hiện vật ha, để bảo quản cho thật là tốt. Ai cũng sờ vô nó hư, ta chỉ ngắm nhìn thôi được rồi. Bộ xương rất là to các bạn. Nè, Bi lên đây, Bi nhìn từ đầu nè. Đây là cá heo nè các bạn. Nè, cái miệng cá heo mà Bi thấy không? Đó. Có nhiều gân nhưng mà cá heo rất là dễ thương, rất là hiền. Ờ, sao nãy ngoài kia có cá mập mình không hát bài Baby Shark ta? Đây các bạn. Đây, đọc thông tin cho các bạn coi nha. Hình như cái thông tin kia là của con nào đó. Còn đây mới là thông tin của cái bộ xương to nhất là nãy giờ của mình. Đây là bộ xương cá voi do nhân dân xã Hải Cường, Hải Châu, Nam Hà khai quật được vào ngày 8 tháng 12 năm 94 trong khi đào mương làm thủy lợi. Bộ xương đã bị vùi sâu dưới ruộng khoảng 1m2 và cách biển 4km đường chim bay. Chiều dài của bộ xương là 18m và có trọng lượng là 10 tấn. Wow, khúc này 10 tấn. Quá dữ luôn. Bộ xương rất là to các bạn. Đại ba chút xíu. Ờ, công nhận bộ xương khủng hoảng thiệt. Mình hồi xưa mình có đi, hồi lúc mình nhỏ xíu rồi, chắc lúc đó mình khoảng 6 tuổi, 7 tuổi về có đi lần, có chụp hình cái này một cái rồi. Ok các bạn, còn đây là cá tầm Trung Hoa ha. To dữ ta. Cứ nghĩ cá tầm giờ nó nhỏ nhỏ cái này thôi, nghĩ không cá tầm bự dữ. Mà cái lớp da của nó các bạn, da da cá tầm không? Cái vảy của nó nè. Nhìn cái bề mặt của nó nè. Hai cái màng của nó. Giờ dài đó các bạn. Cái này chắc cũng khoảng 1 2 chắc khoảng cũng khoảng 3 mét đó. Ờ. Còn đây là cá giống mõm nhọn. Cá giống mõm nhọn. Đó, mõm nhọn. Ủa, to ghê chưa? Cá voi Bắc Cực. Cá voi Bắc Cực là ở đâu rồi? Hình ở trên thôi. Ờ. Còn bên này cũng có bộ xương nữa các bạn. Ồ, đây là bộ xương của bò biển ha. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vườn quốc gia Côn Đảo tặng vào tháng 11 năm 97. Đây là bộ xương của bò biển. Đây, đây là một con bò biển. Đây là con bò biển. Nó đây. Còn đây. Sao không thấy chân nàng tiên cá ta, thấy hình quá trời không thấy. Không thấy nàng tiên cá nào ở đây cả. Ừ. Hình ảnh này nàng tiên cá nhưng mà không có thấy bộ xương nàng tiên cá nào ở đây hết. Aquaman. Ok, đằng kia là hồi nãy mình bỏ sót có mấy con, mấy bạn hải cẩu trên này nữa. Đây qua đây Bi. Đây nè Bi. Đây là tiêu bản của những bạn hải cẩu, của hai bạn hải cẩu ha. Hai bạn hải cẩu này thì được bắt tại vùng biển Quảng Ngãi ha.
được bắt ở tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 21 tháng 5 năm 98. Là bạn bên trái là bạn này nè. Này nè. Còn bạn bên phải này á, là bắt ở Quảng Bình vào ngày 17 tháng 6 năm 98. Ba nghe đợi ba chút xíu. Cả hai con đem về nuôi tại viện Hải Dương Học từ đó. À. Rồi tới năm 98 con thứ nhất chết, 5 ngày sau con thứ hai chết theo luôn, không rõ nguyên nhân. Đây là tiêu bản ha của bạn Hải Cẩu ha, cũng to phết. Tự nhỏ nhỏ ai ngờ cũng to. Còn đây là bộ xương cá voi ở Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Chết năm 71. Cải táng đưa vào Lăng Ông. Đã được bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh phục dựng, hiện lưu giữ tại Lăng Ông Thủy Tướng, Cần Giờ. 12 mét. Ok. Rồi bây giờ đi nè, nhưng mà đang trời mưa quá. Giờ đi đâu đây? Ê, bên kia còn nữa kìa. Ok, chúng ta tiếp tục ha, tiếp tục đi tham quan với mình nha. Ồ, bên này có vẻ đẹp hơn, bên này là những cái hồ cá có đèn có đồ, nhìn nó đẹp hơn ha. Hơn là nhìn từ trên xuống thấy đèn thì lùi. À, thật sự thì mình chỉ quay tham quan thôi, cái kiến thức về cá biển của mình không rành lắm, cho nên là cũng không biết tên các loài này là loài nào hết, chỉ đi quay tham quan cho các bạn ở xa coi ha. À, dolphin hả? Đúng rồi, nhớ bài hay quá ta. Thuộc bài. À, đúng rồi. À, dolphin và Nemo là hai cái con cá mà nó gần gũi và nó nhìn vô là biết cá biển ha, nhìn vô là nhớ tới những bộ phim hoạt hình này. Cá biển đây là dolphin đúng không? Đúng. Ok, quá giỏi luôn. Đây, các bạn ẩm MB lên. Đó. Em đi thấy dễ thương không? Thấy dễ thương. Màu gì á? Màu xanh nước biển. Xanh nước biển, cái đuôi bạn màu về gì? Màu vàng. Màu vàng. Con này mới bự nhất. Ờ đúng rồi, bạn đó là bự nhất á. Bi nhìn coi cái môi của bạn có màu gì? Không biết rồi. Môi á, môi á, cái môi á. Cái môi màu vàng luôn. Đó, đẹp ha. Này là những cái này giống rong nho quá ta. Ba ơi. Hộp hộp à. Hộp hộp và giống rong nho quá. Ba, con này bự nè ba. Đúng rồi, bạn đó bự nhất á. À, đây là cái rong nho giả. Người ta làm cho đẹp luôn. Rong nho giả hả? Are you sure? Ba, con kia nó mới nhỏ cái này đó. Ok rồi. Ba, anh nhìn cái chân nó ra nè. Người ta dán keo vào. Ôi, trời trời trời. Nặng quá rồi. Lại xuống chưa? Xuống rồi. Đây. Đây là những cái rặng san hô ha. Nhưng mà không biết còn sống hay không. Ơ cái gì á? Đây có một con tôm. Ôi con tôm. Đâu? Đây giống như cục đá nè. Đâu? Đây. Hai cái mắt nè, giống con tôm tích có kìa, cái râu đang đu đu. À đúng rồi, không con tôm này con tôm mũ ni. Tôm mũ ni. Này, con này con gì? Không lấy mũ ni luôn nè. Tôm mũ ni đây, có thông tin đây nè, tôm mũ ni. Ừ. Đây nữa nè, đây nữa nè, có con tôm nữa nè. Nó đeo trội quá trời luôn chứ một con đâu. Nè. Ở đây nữa nè, quá trời luôn. Quá nhiều tôm luôn á, tôm gì biết tên không? Tôm mũ ni, nói đi. Giỏi. Rồi đi tiếp nha. Ồ đây đây đây. À, cái bạn cá mà lúc đầu clip á mình có quay rất là đẹp á. Đây, này gọi là cá mao tiên ha. Cá mao tiên này nó thuộc vùng biển Ấn Độ và Nam Thái Bình Dương, có kích thước là 47 cm. Đặc điểm là cá xòe ra những cái tua vây lả lướt rất đẹp. Đúng, chính xác luôn. Đây, những cái tua vây nó lả lướt rất là đẹp. Các bạn nhìn cái đuôi nè. Cái đuôi nó rất là mềm mại luôn ha. Đó. À. Đấy à. Đây, ẩm đi lên coi nha. Đó, đẹp chưa? Đẹp quá luôn á. Mình thấy nó giống cái gì? Ồ, cái cục đá giống con Jun á. À, cục đá giống con Jun á hả? Cái đá này đá gì mà đỏ, không biết đỏ tự nhiên hay là sao á ta. Ha, mấy cái đá này đỏ tự nhiên nè.
Ôi đẹp chưa kìa Bi, đẹp chưa kìa, đẹp chưa kìa. Đẹp quá. Ở bên này mà đỏ đỏ. Đây bên này là san hô ha. Đây là những cái san hô nè các bạn. Nó như cái nó giống như cái bông cải vậy đó. Đây đây. Ui. Đó. Đây là cá sơn đá ha các bạn ha. Cá sơn đá là những cái bạn mà có sọc sọc dọc dọc á, đây bên này nè. Đây bên này nè. Đây. Những bạn cá này nè. Cá đang bơi đây nè. Đây là cá sơn đá ha, đây. Ồ bác bạn này bị hư mắt rồi. Bạn này mắt bị sưng rồi, đây nè. Đó bơi nè. Bơi nè. Còn những cái gì cái san hô này nó giống cái bông cải quá bạn, bắp cải á. À. Từ từ. Ừ. Đây là bạn Sam. Đây là những cái bạn Sam nè. Bình thường tự nó mò vậy mà. Cái này đang nằm nghỉ á, nằm chơi á. Ừ, bạn đó bự nhất á. Nè, nè, nè. Ngộ không Bi? Bạn này quá nhiều chân luôn. Đúng không? Bạn này quá nhiều chân luôn. Anh này mới bự quá nhiều chân. Ừ, đó. Rồi, tiếp tục. Ồ, bạn này đẹp nè. Bạn này gọi là cá trình sọc vằn ha. Đó, nó có những cái sọc giống như ngựa vằn vậy đó. À, cái này gì? À, con giả đó bà ơi. Con gắn hả? Nó dài dài giống gắn á. Nhưng mà bạn này là cá trình ha, cá trình sọc vằn. Ôi trời, Bi nặng quá à, bà vừa cầm này vừa kia mệt quá. Ok. À, cá trình sọc vằn, zebra moray ha. Zebra moray. Ồ. Đây là tôm hùm Alaska nè. Cá trình sọc vằn nó đẹp á, nó mà bơi ra ngoài nữa là đẹp á, tại nó không bơi. Tôm hùm Alaska rất là to luôn hả các bạn ha. Ồ, cái này giống nhau mà đỡ luôn á. Rồi, hồ bên này là cá bò đuôi đỏ. Đây là cá bò đuôi đỏ nha các bạn. Đó. Đây. Này là này là động vật da gai ha. Bao gồm có con nhum. Này là con nhum và con sao biển. Ba, con sao biển này bị rớt một cái rồi ba ơi. Ừ. Bị rớt một cái rồi đó. Đó, ở dưới đó. Đây nè. Cái bạn cá mỏ két này hồi nãy mình thấy cái ngoài hồ lớn với các bạn màu xanh xanh nước biển á Bi. Nhưng mà hình như càng lớn bé nó sẽ càng xanh ha. Trước mắt là hiện giờ mình thấy nó chỉ có những cái đốm đốm xanh xanh thôi. Mình nghĩ là càng lớn sẽ là càng xanh. Khi mà nó đạt một cái kích thước hồi nãy như bạn kia là cỡ 80cm là nó xanh lè nguyên con luôn á. Đó, cá mỏ két ha. Đúng rồi, parrot fish. Đây, bà này đẹp nè. Đây Bi đẹp chưa Bi? Cái này gọi là cá mó đèn ha các bạn ha. Cá mó đèn. Cá mó đèn. Cá mó đèn. Cá mó đèn. Ô ba ơi. Wow, bên này đẹp quá nè. Ui. Cá thia ba chấm. Đây là những bạn cá thia ba chấm rất là đẹp ha. Đặc biệt là trên người các bạn nó có những cái chấm mà nó giống như nó có đèn đèn neon nó phát sáng lên vậy đó các bạn. Một cái ngay trên cái phần trán và ngay cái sườn thì mỗi bên một chấm, tổng cộng là có ba chấm. Đó. Và... Ô ba có ốc kìa. Ôi có bạn ốc nữa nè. Ốc này chắc ốc mượn hồn quá. Chắc ốc mượn hồn à. Ờ đó rồi, ốc mượn hồn á hay gọi là cua ẩn sĩ đó. Ba cua có kè đó mà ơi. Ờ bạn ốc này có càng mà, có hai càng mà. Cái bạn cá này đẹp quá. Cá thia ba chấm. Nguyên con màu đen hết nhưng mà có ba cái chấm nó phát sáng nha, y như là nó có đèn da quang luôn.
Và các bạn, cái tập tính của tụi bạn này là đi theo đàn ha, sẽ đi theo đàn á. Bà ơi, bà cái câu cua này có kẹp kẹp á. Đúng rồi, có kẹp kẹp á. Đúng rồi, có càng kẹp kẹp á. Wow, bên này là mấy bạn tôm rồi đi. À, cái này là những bạn tôm lạc đà ha. Đó. Cây mồ stream. Bữa mình mới đi cắm trại lạc đà, giờ mình sẽ gặp những bạn tôm lạc đà. Đây, để ba. Đó. Ôi đẹp quá. Hả? Có sò. Có sò, có sò hả? Mấy tôm đẹp không? Mấy bạn tôm đẹp quá luôn á. Đây nè, nguyên một đàn trên nè kinh. Quay trên này nè. Đó. Ừ, chỗ đó quá trời luôn á. Đẹp ghê chưa? Ok đây, nè mẹ quay góc này, con này đẹp nè. Đó, sẽ đi gặp zoom ra xem lại chỉnh nó rộng vậy. Rồi nè, em zoom rồi. Em đang em biết rồi, lúc nãy em đã để gần rồi nè. Ờ. Ok. Ồ đẹp quá. Trên người nó có như những cái hoa văn sọc sọc vậy ha. Đúng rồi, giống như mấy cái gì ta? Cái yên lạc đà hả? Cái bộ lông mà được những người ta tỉa tót những cái hình hoa văn ở trên đó đó. Ok, đi tiếp qua bên này nha. Ôi, đây là những bạn cá ngựa nè các bạn. Ồ, không lẽ bạn này cá ngựa lúc nhỏ ta, chắc vậy quá. Nhỏ còn bạn lớn màu vàng rất là đẹp ha. Này, bên này có bạn màu cam. Ồ, đèn mấy con nó đang lớn theo luôn. Đây, ba ẩm Bi lên cho. Hay Bi ngồi lên cổ ba không? Ngồi lên cổ nha. Đây, khoan quay lại. Rồi. Thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Thấy rõ rồi. Giỏi. Thấy mấy bạn cá ngựa ngộ không Bi? Đẹp. Đẹp ha, cái mặt giống mấy con ngựa ha. Mà lại dưới nước, độc đáo thiệt. Còn mấy bạn này, mấy bạn con nè. Cái này là những bạn cá đuôi gai dù ha. À. Bên này bị chói nắng quá, cái góc bên kia nãy nó tối đẹp hơn. Còn bên này là dòng cá bóng đuôi kéo. À. Này phân bổ ở vùng biển Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương ha, kích thước tối đa là 14 cm. À. Ok. Đây các bạn. Nghe cái tên là biết dữ dằn rồi. Cá mặt quỷ ha. Đó. À. Công nhận. Không biết thiên nhiên tại sao lại sinh ra một con mà có cái hình dáng nó kỳ lạ như vậy luôn á. Quá đẹp. Độc thiệt. Cái này đẹp nè. Đẹp không? Con này là tomato, là cà chua, cá khoang cổ đỏ ha. Tomato clownfish. Đó. Ồ, mấy cái này cũng đẹp quá nè. Mấy cái sợi sợi lông lông nè. Đó. Cá này màu sáng quá. Màu đẹp quá. À, cá này nó sống phân bổ hầu hết ở cái rặng san hô ha các bạn ha. Cá này nó sinh sống hội sinh với hải quỳ. Đúng rồi, đây là hải quỳ ha các bạn ha. Những cái mà các bạn thấy nó có tua á, màu trắng trắng á, nó lả lướt theo nước á, nó gọi là hải quỳ ha. Thì cái loài hải quỳ này nó cộng sinh với lại cá khoang cổ đỏ, sống ở các rặng san hô. Cá này là kích thước tối đa của nó được 14 cm. Ồ, hay lắm nha các bạn. Tại sao gọi là cộng sinh ha?
Cá sống hội sinh với lại hải quỳ, khi khá khoang cổ tìm được thức ăn thường mang về chia cho hải quỳ. Khi gặp nguy hiểm thì hải quỳ sẵn sàng bảo vệ cá khoang cổ bằng cách ôm lấy cá hoặc giết kẻ thù của cá. À, đã cho sinh sản nhân tạo thành công tại Viện Hải Dương Học. Ồ, hay quá. Sinh sản tự nhiên được rồi nha các bạn. Và một cái trong tự nhiên thì nó là có những cái sự cộng sinh, hội sinh với nhau. Con này nó sẽ kiếm thức ăn về cho cái loài kia, rồi loài kia nó sẽ bảo vệ ngược lại. Nói chung là cộng sinh với nhau, hội sinh với nhau. Đây, bên này vẫn là cá khoang cổ và hải quỳ ha. Bên kia là cá khoang cổ đỏ, còn bên này là cá khoang cổ thôi. Cũng là sống cộng sinh với lại hải quỳ luôn. Khá là đẹp, những con cá này khá là dễ thương ha các bạn ha. Nhìn rất là đẹp. À, sống trong cái rặng san hô ha. Thì những cái cục đá này chính là những cái rặng san hô. À, nó con cá nó cứ bơi qua bơi lại, nó sống trong đây. Đó. À. Ok các bạn, bên này là san hô mềm ha. San hô thì nó có hai dạng, san hô cứng và san hô mềm. Ok. San hô mềm thì ở dưới nước nó khi mà nó sống nó lả lướt theo cái dòng nước ha. Nhưng cái loại này khô lên cứng lắm. Dạ. San hô nước mềm hơi khô cứng. Dạ, nó đem lên mặt nước cái nó chết nó cứng lại. Như đá. Dạ đúng rồi. Đá san hô á. Ôi. Cái gì? Đâu? À đây rồi, đúng rồi, bơi lặn á, người ta bơi lặn á. Ok các bạn, bên này là cá kẽm ha. Ồ, cá kẽm giống con beo vậy á, đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp không Bi? Ơi, có chấm Bi đẹp quá nè. Wow. Xuất sắc ha. Ồ, đẹp chưa? Cá kẽm này thì nó phân bố trong các rặng san hô ở Indo-Pacific ha. Đặc điểm là cá có hoa chấm bi hoặc sọc thường với hai màu trắng đen. Hoa văn trên thân cá có thể thay đổi theo giai đoạn phát triển. Khi còn nhỏ, cá con có kiểu bơi uốn éo rất đặc biệt, giống như các loài sáng độc để ngụy trang lẫn tránh kẻ thù. Thức ăn của chúng là giun, tôm, cua nhỏ. Chúng thường sống thành đàn ở những nơi yên tĩnh trong rặng san hô. À. Ơi, ba nghe. Sao Bi nói sao chứ? Mày nói con nào cũng đẹp luôn á. À, Bi đi, Bi thấy con nào cũng đẹp luôn á hả? À, ok, còn đây là cá bò giấy ha các bạn. Kích thước tối đa là 40cm. Phân bổ ở vùng biển Ấn Độ Dương, Ấn Độ và Thái Bình Dương ha. Đó, cá bò giấy. Rồi, bên này là cá nóc. Đây, đây là cái con cá mà gọi là, có thể là gọi là đặc sản của người Nhật Bản. Người Nhật Bản thì gọi là dân sành điệu, có tiền thì mới đủ tiền ăn cái dòng cá này. Và cái gọi là cái master, sư phụ làm cái món cá này cũng phải là có đẳng, có trình mới được làm cái món này ha. Và phục vụ cho gọi là... Có độc đó hả? Sao Bi biết hay quá vậy? Sao... Bữa đi coi TV và cha nói cái này có độc độc á. Trời ơi, MB của ba giỏi quá, coi TV mà nhớ luôn, đúng rồi. Thì cái này Việt Nam mình cũng có người ăn nhưng mà không biết chế biến là dễ, rất là dễ nguy hiểm ha, rất là nhiều trường hợp trúng độc cá nóc rồi. Đó, gọi là bên Nhật mà để gọi là chế biến, xử lý cái dòng cá này phải gọi là master, sư phụ mới được, mới đủ trình xử lý mấy con này. À, nếu không mà xử lý kỹ làm vỡ cái túi độc của nó ra là ăn sẽ nguy hiểm tính mạng luôn á. Ok các bạn, giờ chúng ta sẽ tiếp tục ra khỏi cái khu này ha, đi qua khu khác. Ôi da, mỏi cái cưng quá đi. Ok các bạn, về mặt thú san hô xương rồi mất cái mẫu vật đồ là mình đi hết một vòng rồi đó. Thì Viện Hải Dương Học có nhiêu đây thôi, chỉ con cái chỗ này là mình chưa ghé thôi ha. Đây mình thấy để cái cột mốc của đảo Trường Sa ha, có vĩ độ, có kinh độ. Còn ở dưới này thì mình thấy để là công viên Trường Sa. Thì xuống đây thử coi có gì là kết thúc luôn, xong.
Đây chủ yếu là mấy cây bàng ha, cây bàng hình như là cái loại cây đặc trưng của biển đảo ha. Mình thì chưa ra Trường Sa nhưng mà có đi Côn Đảo rồi, thấy cây bàng rất là nhiều. Và đặc biệt là có trái ha, trong thành phố mình cũng có cây bàng mà rất là ít trái. Ok, đi xuống đây Bi. Coi còn gì dưới đây nữa. Ôi trời, nhảy luôn, dữ dằn thiệt. Đây các bạn, đây là công viên Trường Sa. Còn đây là những cái vị trí của cái quần đảo Trường Sa ha. Quần đảo Trường Sa có rất là nhiều đảo nhỏ đó. Rồi bên kia có cái đài, có cái đài canh gác cũng như là có cái giống như cái ngọn hải đăng á đó. Ok, chúng ta có thể thấy tàu bè đằng xa nữa là Vinpearl. Ok các bạn, coi như là kết thúc cái chuyến tham quan Viện Hải Dương học ở Nha Trang ha. Hy vọng là những giây phút vừa qua chúng ta cùng đi tham quan với nhau, cùng thu thập thêm được một số cái kiến thức cũng như là có thể ngắm nhìn được số loài cá và san hô xinh đẹp đặc trưng. Ok các bạn, chúc mọi người sức khỏe ha. Hy vọng mọi người xem clip vui nha. Bye bye.